Khánh cũng làm món gì nữa ngô đậu hả Khánh? Bữa nay Khánh dì Hương đón thử đi. Dạ, dì không biết Khánh làm gì nha. Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Bữa nay thì Khánh tự nhiên Khánh thèm chè đậu đen. Chè đậu đen ăn với nước cốt dừa, lá dứa. Với lại bữa hổm á thì chị Quỳnh Diệp với dì Hương chỉ gửi cái đồ về cho Khánh nấu xong bữa lượng nhà mình ăn. Mà nấu đã rồi, cái cuối cùng ăn đã rồi nha, qua mấy ngày sau mới thấy cái nấm tiết. Đầu nhớ lại là ôi da, bữa đó mình thiếu nấm tiết rồi. Cái giờ Khánh thấy thèm chè này, giờ thôi mình nấu với nấm tiết ăn cho ngon. Dì cũng thích nấm tiết lắm á Khánh. Nó giòn mà nó ngon dữ lắm. Dì chị nấm tiết chứ đó vậy lắm á. Vậy là nấu chắc ngon lắm đó. Rồi, Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng thưởng thức nha. Đậu đen ngày hồi sáng Khánh mua thì cái chị bán đường đậu á chỉ nói là cái này đậu này á em ngâm khoảng nửa tiếng trở lên, thì khi mà em nấu á nó không như là mình ngâm trước thì mình nấu nó sẽ mềm hột đậu. Nó không có bị cứng, mình khỏi cần để cái gì thuốc muối hay bất kỳ cái gì vô để mình nấu hết trơn á. Giờ mình ngâm hết gì hơn. Đúng rồi, dì mới hỏi Khánh là tại vì cái đậu đen này là làm đủ thứ hết, ta gói bánh đồ này kia đủ thứ hết ta, nên dì mới hỏi Khánh là bất ngờ á. Coi Khánh làm món gì, làm bánh gì ha, hoặc nó chè vậy đó. Dì mới hỏi Khánh. Hồi sáng này thì chị đó chỉ nói là em mua đậu đen để làm gì, tại vì có hai loại đậu đen là đậu đen xanh lòng và đậu đen bình thường. Đậu đen bình thường mình kêu bằng đậu đen gì vậy hơn? Dì cũng không rành vô đậu đen này nữa à. Khánh cũng không biết luôn. Thì thường thường nghe nói là đậu đen xanh lòng. Khánh hỏi chị là chị ơi, đậu đen xanh lòng thì mình nấu chè ăn có ngon không? Chị nói là thôi em ơi, nếu mà em nấu chè thì em mua đậu đen bình thường thôi. Còn đậu đen xanh lòng là để rang nấu nước uống. Đậu đen xanh lòng là theo dì nghĩ là đậu đen hột dài hơn chút. Nó có hai loại con, cái này là hột nhuyễn nè. Còn cái kia là hột dài. Nó có hai mà thứ cái, lên đó. Cái ruột nó màu xanh xanh. Đó. Đúng rồi. Mà cái đó hình như là bài thuốc gì hơn. Nhưng mà người ta bán thường người ta biết. Còn mình thì lâu lâu mình mua mình không cần không. Nhưng mà vì theo dì biết là cái hột kia dài hơn chút. Dạ không ngâm. Này phải ngâm nó cứng. Vì người ta phải khô dữ lắm. Khánh ngâm để đây đi. Bữa nay làm chắc ngon lắm Khánh ơi. Cái núm đó là gì thích nhất á. Nấu súp đồ ha. Nó rất là mềm mà nó giòn gì thích dữ lắm. Tính tiếc đó đó. Nó giòn. Rồi không có gan hay có gan thì ăn cũng được. Gan yếu mình ăn cũng được luôn. Anh biết không, gì thích cái nấm tiết đó ha, với cái nấm kim châm chứ mấy loại kia gì ăn không được. Nghe cái mùi nó hơi khác khác. Nên gì vậy là ăn không được. Vậy là dì Hương bình thường thì Khánh nấu cái món gì mà có nấm là dì Hương không ăn nấm. Tại vì cái mùi nấm sao dì không chịu được. Nhưng mà bạn này thì nấm này là dì Hương lại đặc biệt là rất là thích ăn Khánh nấm đó đó. Dì thích hai loại nấm thôi. Khánh với dì Hương đi bể dừa. Ở đây Khánh thấy có dừa khô nè. Có 2-3 buồng dừa khô luôn. 3-4 buồng luôn dì Hương. Thiếu gì? Đó còn dừa khô nữa. Lâu quá rồi. Không thấy gì toàn bể dừa. Bữa nay là nó nhiều dừa khô. Mà dừa khô giờ ở dưới quê của Khánh là giá nó rẻ bèo à. Có 50 ngàn một chục thôi. Dì Hương coi kìa, coi cây đó nó sai tái kìa, nó quật hết trơn luôn kìa. Bẻ cái này đi. Bẻ cái này thôi. 50 ngàn chục hả? Tới phần này không Khánh? Dạ. Thấy rẻ quá nên mình toàn nó làm biến. Được bán bao nhiêu đâu Khánh? Đó. Thô vừa đó mới ngon, vừa cũng tái hay ha? Tái hai tái ngon gì vậy Hương? Hai tái thì ngon, ngồi béo dữ lắm. Hay là hai tái thì mình ăn nước cốt sống cho ngon. Mình khỏi pha. Nấu nước ăn nước cốt sống á nó ngon, hôm nay Khánh cũng thèm tới lại. Muốn giật nguyên quần dừa xuống, đặc biệt là tái dừa gám gám á gì hả, ăn nó thơm. Dì Hương giật hai tái dừa khô luôn nè Khánh. Uống nước vừa không gì hơn? Không biết sao đâu Khánh. Vừa cái vừa rẻ mà. Không sao đâu.
giật tao cũng không nói gì. Giờ không biết buồn nào nó buồn này đâu. Ôi ôi. Ó, nạo á. Nạo không? Nạo. Á quằn cu lim á. Nặng ha. Ừ. Chụp cho anh Kha ứng đi. Nữa thôi. Tới nơi. Vừa cái ghê. Thôi ha. Dạ. Bảo á thì đồ hàng bông nó mắc. Mà dừa lại nó rẻ. Rẻ này là ai ăn ngon nhất Khánh phải không? Ai gì hơn? Mấy người giật dừa là ăn ngon nhất. Sao gì hơn? Giật nó nhẹ, với hai nữa là giật xuống nhiều trái vậy lắm. Mà cái người giật dừa có tính cho mình ba tái hành cặp không gì hơn? Chắc không có đâu, chắc tính chục tính trái gì một lần á. Vậy hả? Chứ chứ không có bù đâu. Vậy là giật dừa không bù, nhưng mình bán là mình phải bù. Bán bù cũng như dừa nhỏ vậy là bù 4-5 trái vậy vô một cặp. 4-5 trái bù vô 2 trái vậy đó. Vậy là lỗ công giật dừa. Lỗ hồi tiền xưa công giờ dừa. Chắc theo gì biết là giật dừa người ta ăn chục thì người ta chắc cũng vẫn điếm như bình thường vậy, chứ không có bù đâu. Đáng lý ra là ví dụ như bán sao á thì giật như vậy là mới đúng. Tại vì người ta bán cũng đâu có tiền đâu, người ta phải bù. Ha, là hoặc người ta đếm người ta có bù không đó là gì không biết nha. Chứ theo gì đậu là không biết là giật dừa có bù không. Hình như không gì hơn ngập tới giờ Khánh không nghe gì cũng không nghe nữa. Bé được năm ba tới dừa nạo, hai tới dừa khô con. Dạ. Giá năm nay nó cũng mặn nữa. Cái dừa này hết có bán. Nó nhỏ nó vừa. Đất không lấy cái đi dép gì. Chín luôn. Nước ngập thì chín đất luôn. Nhưng coi nó nở ra ngon ha. Nở ra bự chảng à. Hồi sáng mà Khánh mua nửa ký lô. Thì cái Khánh ngâm cái nhựa nở ra giống như y như 1 ký vậy. Nở ra cái hộp bự á. Vì Hương mới đi sàn đi đãi ra. Cái nó ra cái nước hết dơ ở ngoài như cái nước chở đậu rồi. Rồi Khánh để vô đây. Sẵn có Kha đây đó, mình nấu nhiều cho Kha nè. Giờ Khánh chế nước vô, Khánh nấu luôn. Cái này là hộp nấm tiết nữa, hôm bữa chị Quỳnh Diệp tặng cho Khánh. Để Khánh nấu ăn. Cái hồi nãy Thảo nó thấy cái hộp gì nè, không biết cái gì, rồi cái bắt đầu nó xé ra mà cũng không xé ngay cho ngay ngắn nữa, xé luôn cái vỏ hộp đó. Rồi giờ Khánh lấy ra, Khánh ngâm với nước. Tại Thảo thấy lạ quá, nào giờ họ chưa thấy nên Thảo xé ra. Thảo coi cái gì núm gì mà đẹp quá. Nấm gì mà nó lạ. Nấm gì giống cái tàn ong á. Khánh ngâm nước. Ngâm thêm miếng nước nữa cho nó đầy lên. Ngồi cho nó hút nước nó nở ra nó đẹp. Gì coi nó ở tâm nó gì nè. Đẹp quá ha. Nấm này ở đây hình như mình không có tầm được hay sao gì hơn này. Đúng rồi. Làm như cái hột điều dạ. Công công ha. Cái này thì chưa lại, nốt mình nấu cái khác. Nó nấu tiếp. Thì Khánh vô Khánh bắt cái nồi đậu đen này lên, Khánh nấu. Nấu mới đầu nấu lửa lớn, rồi khi nào mà nó sôi lên rồi cái bắt đầu để lửa riu. Rồi cái mình nạo dừa, mình làm nước cốt. Dì Hương đang lọc cái dừa nào hay dừa xanh hả? Dừa xanh. Để đây, không sao, dừa này ngon. Ngon hả dừa? Nạo nhẹ nhẹ, nó không được cho đựng tróc đó Khánh. Cái mình làm nó ngon, nó béo lắm. Gám à? Gám à? Nghe cái dừa này xong nó dính dữ rồi ta. Cái dừa đâu nước bạn hả dì Hương? Dính nạo ha. Cái dừa nhỏ mà cái dừa sơ nó vừa dính đó. Tới dừa.
tới vừa vậy à, chứ nó dậy cơm. Cái cày nhiều hơn cái cày không? Hử? Cái cày quá. Biết đâu. Để đập ra một cái thử biết liền. Thì hơi lọt chưa được 5 phút nữa. Trời ơi cày. Đập thử đi. Vậy là nếu mà nó cuốn cày là mới ăn lát không ra mình giật cái bùng dừa rám khô á. Dừa đã chắc. Đập thử gì hơn, đập thử ngon hơn gì hơn. Rồi, thấy dừa gì vậy. Rồi vô lá ca đi, đập lấy nước uống ngon lắm. Cho thằng Kha uống luôn. Đi vô lá ca Kha. Đập luôn, uống coi được không, không được thì mình chạy ra mình dịch tiếp. Con chặt cái dừa nha, chặt cho anh Kha uống. Đâu Thảo vậy, chặt cái dừa gì coi. Chặt cái chừng rớt xuống tay ra ngoài nha. Thấy thao bự dễ đựng. Cứ uống bằng thao thiệt á hả? Cái thao bự dễ hơn đập, dễ đập gì hơn. Trời ơi, chặt nhỏ nhỏ, dạt dạt xuống làm chặt toàn quay vậy á. Chặt ngang là sao được. Con chặt không nhanh, nhanh xong rồi con hả, dạt. Nó mới lòi cái gáo nó ra. Thấy cái tay đó nghe. Trời ơi, chặt như... Tại sao mà tới vừa này cái vỏ nó sao gắm vàng. À, vừa này giống khô hơn vừa này nó còn kỹ vậy hả? Thảo hả Khánh? Kỳ á? Ờ, đó. Cái tái gì anh Thảo ơi, cầm thì màu xanh. Nó thui thế anh thấy không? Ừ. Sao kỳ vậy? Từ từ Thảo chị coi coi. Cái này mà nó màu xanh mà sao? Cái ở ngoài này thì nhìn tưởng nó là dừa nào? Đó. Còn cái này thì nhìn tưởng dừa khô. Đây nè, có đít nó nè. Mà sao ở tông thì nó ngược lại? À, tại mình thấy cái này. Hả? Mình thấy cái này. Đúng rồi. Trời ơi, bởi vậy mà. Cái này gọi là không có được nhìn được. Rồi con lọc đi, đưa đi gì lọc qua cho. Coi ra nó ta khô rồi, hoặc không. Không nó ngay chỗ cầm chạy thẳng lên cũng chạy, nó muốn biết bán hay cào thì chạy cào chạy lên. Ngộ quá ta. Dược vừa gì kỳ. Xích lại con. Cái dừa nó bị ngực ngạo gì á. Gì kỳ gì hơn. Cái đít kia thì nó cũng đen, mà cái đầu này thì lại đầu nạo. Cái dừa ngộ ta. Cái vỏ thì cái vỏ già. Vỏ khô thì hôm đó nó ruột thì ruột non vì chỉ có buồn vừa gãy cổ bên nhà mẹ đó. Thì dung dí tiền ra giật ở ngoài thì khô queo, cái vỏ khô queo ở trong là nó nạo. Chị là do nước nó mặn rồi, nạo do nước mặn. Ngộ hả? Ngộ thiệt là ngộ. Đưa đây vậy là do nước mặn gì hơn ơi. Để khi đập ra tông ra làm sao gì hơn, giờ này cứng cại chứ ra làm sao. Ra coi. Ồ, cái này là ga không luôn á. Ga luôn. Này là thắng nước màu là ngọt cực kỳ luôn. Lấy ly thôi. Làm ăn gì được. Cái này chỉ ăn thôi. Mới cứng cái này xào mứt nè. Ngay vừa xào mứt luôn. Xào mứt luôn. Ngay kìa. Ly kìa. Uống thử kha. Nữa dữ hơn, còn tái nữa kìa dữ hơn. Rồi, đi tiếp. À, ngon vô. Ngon quá. Hành tình tới ngọn dừa. Gà không? Gà, có gà. Gà hả? Hành dừa hành tình tới đất phù sa té. Chỉ đất là chỉ là nước mặn nó bị hư dừa mình bị hư dừa hết trơn. Cảm thấy sao? Ngọt ngay. Đúng rồi. Nước ngọt ngay mà coi tên cái đầu nó mềm lụng mà. Nên cái đầu nó nạo được luôn. Vậy là cái này hồi mình chấm đường mình ăn luôn. Chấm đường chứ làm gì. Còn mình nạo ra cái mình nạo ra cái mình sắc con. Cái hồi mình ăn chung với chè được luôn á. Được. Tận dụng. Dẻo lắm á. Chứ bỏ ổn. Hả? Với bọt hay gì? Với bọt nè. Đầu vớt bọt là ra làm sao? Lưới à? Có lưới hả? Như đầu trộn hủ tiếu vậy á. Ngoài lụt lụt vậy. Nó không có được cái nước. Nó không đi. Vừa nước mặn còn có chút xíu rồi sao? Nó nhỏ như gì không? Vì đập khó đập cũng chết luôn á. Ôi, nó vòng, nó tê hai cái bàn tay vậy luôn á.
mình nó dày vậy chị. Dày nè. Vậy là cái miếng giáo của nó gì chị cui vậy? Cái này nè, nó bậy bậy nè, gì sửa lại nè chứ thôi khó. Cái nước nào? Cái nước ngọt không gì hơn? Dì không có thử. Dạ hả? Ừ. Nãy em có thử. Ngọt không? Ngọt ngay vậy. Nước vừa khô hả? Dạ. Hả? Vậy là gì nước mặn không được. Cái nước nó ngọt trên đây mà bể dưới đây nè. Cái áo nhỏ quá xíu à. Cái áo nhỏ quá đập không được. Hồi sáng nay Khánh đi chợ. Cái Khánh thấy bên đây không có cái bàn nạo dừa. Khánh mới mua cái bàn nạo dừa. Cái này là vừa làm cái ghế ngồi được. Hả? Rồi vừa làm được cái bàn nạo dừa ngồi. Mà nếu mà mình thích thì mình ăn tóm thớt mình sắp luôn. Cái này là Khánh nói chơi cho vui thôi. Tại vì nó vừa giống tấm thớt mà vừa giống cái ghế. Nhưng mà nó có cái mũi đưa ra vậy nè. Thì cái này mình chỉ ngồi được để mình nạo dừa thôi. Chứ còn nếu mà mình ngồi đây mà mình sắc đồ ăn đây chắc mình khỏi ăn luôn. Cái này là người ta làm bằng máy nè Khánh. Người ta vuốt bằng máy nè. Ừ. Người ta làm khéo ghê không? Cái lưỡi nó dảnh lên á. Vậy là gì hơn? Vậy cái là học bằng nạo vừa nạo. Học bằng nạo vừa không lọt cái bằng nạo luôn. Không lọt luôn. Để lấn lấn vòng vậy. Xây vòng. Đi rửa cái này vô. Nạo. Anh Thảo làm gì ta? Em lót cái này để cái rổ xuống vậy. À hả? Nó đừng có lắm. Cũng được quá ha. Lót cũng lắm kỳ vậy con. Cái lưỡi thằng nào nằm đây thì cái rổ nằm đây, lót đây sao lót này. Lót nằm luôn. Lót mãi đi, đây rồi, nè. Được rồi, được rồi. Được rồi. Vậy nè. Cho đựng lắm cái rổ thôi. Đó. Quay lại gì hơn, quay lại đúng không? Sụp can sai đó. Vậy là ngồi cao dễ ngồi á. Có trợt té không nó này? Trợt té một cái nguy hiểm. Này tính này ta kêu tèo cao té đào. Tèo cao té nặng chứ không đào. Trời ơi dễ không vừa? Học chứ không được mà Khánh. Vậy là cái té dừa nó nhỏ gần bằng cái bàn nào luôn. Quá nhỏ. Đây này chứ gần. Thôi để đây coi. Để từ từ gì nào. Từ từ danh nó xanh quanh rớt nó cũng hết. Còn nạo nè bé. Bé là nhuyễn nè Khánh. Nạo ngon thiệt. Biết sao gì biết nó nhuyễn không? Mấy cái này nè. Mấy cái răng nó nhuyễn nhừ. Mấy cái răng nó nhuyễn nhừ. Ngon. Thôi để từ từ nước hết mặn. Mình nạo về bự. Không biết sợ năm nay nước mặn nè. Bé Khánh. Ngon hả Dừa? Ngon. Ôi, cái xác dừa đó ra nó nhuyễn nhừ nè. Nhuyễn nhừ như muối vậy. Vậy là ngon á. Mình khi mà mình dắt nó ra hết nó có rồi. Nó bé mà Khánh. Thấy ham luôn á. Tán cười. Trời dự án xây vòng vòng là nó ra. Bây giờ tập xong thật mà không được. Vừa kia nó ra thì nó nâu nâu còn vừa tán cười chứ. Tại nó chưa tới dưới á. Nó chưa tới dưới á. Phải như vậy nè, mình gán mình làm mà khó khăn nào cũng vượt qua. Chúc Khánh nào thử nha, cái thử ăn gì hơn. Ngon dữ lắm. Chúc Khánh nào đi. Ngon là Khánh. Bén. Chị thấy Khánh cầm ở bằng nạo là chị biết bén này với nhuyễn nữa. À. Tại vì người ta làm cái răng nó nhuyễn nhừ à. Còn nếu mà bằng nạo to là cái răng nó không có thích thưa. Cổ này thích. Ngon ghê luôn. Này gặp vừa bự ha. Nào là thoải mái luôn Thảo. Dạ. Thảo nạo không con? Nạo xuống tay mà. Mà dạ. Con biết nạo không? Dạ lúc trước con cũng có nạo cho mẹ nữa. Mà nạo cái vừa nó bự bự. Nó vừa bự phải không? Dạ con biết ra. Cái vừa này con nạo ra làm sao nữa. Vậy hả? Thiệt cái này là gì nạo cũng khó, hơi khó nó. Không tấn con là con nạo không được. Dạ đúng rồi. Em cho Khánh nạo thử một cái thử gần sao vậy thôi. Ừ để Khánh nạo gì làm miếng này ngỡ. Hồi đó đó bà hai là mẹ của dì á. Mẹ dì nói cái này nè là béo dữ lắm. Chứ cái mặt là không có béo, ngọt thôi chứ không có béo. Nhưng cái này nè lấy nghe nó đâu nghe kì vậy hơn. Nó đồ rất là dài luôn. Dạ thật. Ui nó ha. Ngoài này nó bắt bên. Nãy Dì Hương ngồi sao? Dì ngồi chung hộ. Nay phải ngồi có thế. Dì Hương coi nè.
nó tiêu tới dừa luôn hả? Bên đây bên đây chị là mới thấy được cái nó ra làm sao vậy, mới thấy được cái ba lớn nè. Đó, cái bằng nạo với cái trái dừa nó bằng nhau. Đó, dính luôn. Dừa nước mặn nó vậy nè. Chứ dừa nước ngọt nó đâu có vậy. Cái này là đợt nước mặn nè. Đợt nước mặn ngay luôn á. Giờ nó khô nó mà lớn luôn. Đúng là thì cái đợt đó là mẹ Khánh nói mà Khánh đâu có tin. Mẹ Khánh nói hồi đó bác Tư á là có một cái người bác là con bác xuống thành phố bác sống á gì thương lập nghiệp á. Cái đem dừa xuống dưới tầng. Cái bác nói ở dưới tầng dừa không được. Lý do là tới vừa học cái bằng nạo vô không được giờ nè y chang luôn cái gáo mà lớn nè y luôn á vừa Thanh Phú á mà dùng buồn vừa xa giữ đúng xa mình phải nạo vòng vòng đúng không ạ thôi mình quá và cái quá rồi mình nó thật vô một trăm được không biết sao ăn cho cái cơm của nó từ từ nó rộng rộng ra nó mòn cái cơm nó rộng rộng ra mình mới thọc vô ở dưới đất nó được dưới đất cái dừa này như cửa kêu bằng cửa quậy nó dài qua đây đụng dài kia đụng khổ cái này chỉ có nạo bằng máy là nạo bằng cửa khóm á cực khóm nhỏ nhỏ nó mới dễ như thế. Cái này cực cho cái cực cho mình nãy vừa khó quá nó dài được rồi đấy thôi nãy giờ gặm gặm rồi nè từ 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 rộng cái đậu này nó ra bọt liên tục dở ngoài quậy nó làm gì coi cứ nở cho coi thầy than chút xíu nữa là được than cảm giác như bằng ủi vậy than như ủi đồ vậy than gì than lửa nóng mà nóng cái tan mở bụng không sao đâu nấm tiết á thì nãy giờ Khánh ngâm cái gì nó nở ra ngon ghê lên vậy hơn nó sực giờ Khánh trẻ nó ra Khánh trẻ nhỏ nhỏ nó ra rất là giòn rất là mềm luôn bữa nay trời ơi ăn cái nấm mì hơn thằng mơ ước Dì Hương ăn được cái nấm này ngon. Dì thích là nấm này người ta nấu đám tiệc thường hay nấu súp á con nấu bắp nè Dì thích cái nấm tiết này nè Khánh đám tiệc người ta nấu súp á nấu với bắp bắp nè ha với cái mè gà rồi tinh cốt thịt heo là ngon dữ lắm có người ta nấu không nấu thịt heo mà người ta nấu thịt gà nữa gì hơn súp thịt gà xé đó luộc rồi xé nhuyễn ra dài vậy ngon ăn vậy là không hén đâu đen hồi nãy Khánh ngâm vậy mà đem vô tổng nấu một chút xíu à nó sôi lên cái bắt đầu nó mì ra nhanh ghê vô hơn không có cần để hút muối gì vô trơn á đó đâu có gì mình ngâm xong rồi mình rửa thật là sạch thôi cái mình nấu cho nó mềm rồi mình phải để đường vô Khánh nhớ hồi đó mẹ Khánh giao cho Khánh một cái nồi Khánh không nhớ đậu đen hay đậu đỏ nữa hình như đậu đen cái mẹ Khánh kêu Khánh nấu đi cái Khánh nấu cái Khánh thấy cạn nước rồi cái hồi cái nó sôi lên rồi Khánh thấy cạn nước cái Khánh mới thêm vô miếng nước nữa rồi ăn không được luôn không được luôn hả cứng ngắc luôn
cứ ngắt hơn gì hơn. Nó giống như mình biết nấu thì mình dễ nấu đó, còn mình không biết nấu thì nó khó nấu, hồi nó cứ ngắt, hột đậu nó chay ngắt luôn. Mình nấu cho thật là mềm á, mà cứ thật là nó nứt ra vậy là nó mới mềm nha. Chứ Khánh mềm á, Khánh đưa đường vô cái là nó sượng ngắt, nó hoài nó không mềm á. Khi mà cái hột đậu nó đã mềm rồi, thiệt là mềm rồi, mình bắt đầu mình mới để đường vô. Nãy Khánh ngồi đường phèn nấu cho ngon. Cái bằng nạo này công nhận là nó bé, dài dư hơn nhất có. Thấy bây giờ nó cốt nhiều lắm Khánh. Cái áo nhỏ nhưng mà cái côm dài dữ lắm. Đó, nó cốt nhiều. Ở gần đây thì có đám ma cho nên là nghe tiếng tùng tùng tùng. Đây là cái cơm dừa hồi nãy, cái dừa ở ngoài thì nó khô mà ở trong thì nó mềm. Đó, anh Sách. Dừa này là rất là ngon. Anh Sách ra cái hồi nãy nạo nè, nạo bề trong với bề ngoài nó cũng trắng như nhau. Để Sách chút nữa cái mình để lên mình ăn chung với chè ăn cho ngon. Hai cái mùi dừa này nó ngang với nhau. Mình thích dừa dừa khác. Chứ nó cứng cại vậy đó. Đâu có đâu nạo được hết. Chứ nếu mà nạo được là dừa nó ngon lắm hết. Chứ mà bỏ thì ổn. Cái này bỏ là ổn, mà mình nấu chè sẵn mình nấu làm cái này được luôn chứ hơn. Cái này là mình nhồi cho nhiều nó mới ra nó cốt ha. Cái nhồi sơ sơ nó mới ra nó cốt. Nó có nhiều như sao. Cái này ăn thử cộng hơn mềm không? Dừa ăn luôn chứ không? Mềm giòn giòn. Mình gọt mấy cái vỏ sơ sơ ngoài gì mình bỏ. Nó cốt này mà quá trời béo luôn hết. Ngon dữ lắm ngon á. Đây, nhìn gì mình thấy nè. Ba trái dừa hay gì hơn? Ba trái dừa. Ba trái dừa nhưng mà nhỏ. Nhỏ. Thì tính 1.5 thôi. Tính 1.5. Chiều nay nước lớn phải có đông đông thành tắm dũng chơi. Được không Thảo? Dạ đúng rồi chị. Thảo này nó thèm tắm dũng như tắm gì hơn mà không ai tắm với nó tự. Em mê tắm dũng lắm. Nhỏ tới lớn à, có nhà tắm mà em không tắm xuống dũng mà tắm không. Thiệt hả? Dạ. Em lội, em lặn lắm nè. Tắm với mấy đứa ở xóm hả? Dạ. Hai đứa tắm mình. Trời như đi được anh Khánh ơi. Tắm với mấy đứa ở xóm rồi tắm mình cũng có nữa. Tắm mình cũng dám tắm không? Dạ dám chị. Không sợ hả? Dạ không. Khánh tắm mình Khánh sợ gì hơn? Sợ. Mà tắm hai ba đứa thì nó đông. Sợ nó gì tắm mình. Đông vui không sợ. Cái gì ở dưới á. Sao quá cái gì dưới? Gì dưới lại rút mình con cá tiêu luôn. Khánh sợ gì á? Lỡ tuy là ở nhà mình cũng vậy đó. Khánh tắm mình Khánh nói Khánh dám tắm. Chỉ vậy nó lạnh ở dưới giò mình á. Sao? Để Khánh thử cái hột đậu nó mềm dữ chưa. Tại vì hột đậu mà mình làm cho nó mềm dữ thì mình hả bỏ đường vô thì nó không có mềm, nó không có cứng lại. Mà hả hột đậu mình nó mới vừa mềm tới mà mình bỏ đường vô là nó bị chai lại. Cái này là được rồi đó. Nó mềm mà mình bóp nó thấy nó mềm. Đây là đường phèn. Khánh nấu chè Khánh để đường phèn vô cho ngon. Đừng ăn là nhắn Kha. Dạ. Chị xíu rồi ăn. Đi vui. Đường Khánh để vô không hết rồi. Nấm tiết đổi màu luôn. Hồi nãy màu trắng giờ màu tím.
xíu nữa là mình ăn được. Nhìn quay tàu gì hơn bưng thánh nha. Dưa ăn dừa không? À. Dưa hương ăn dừa ha? Thôi, dưa ăn dừa. Dưa không ăn dừa tao hả? Ừ. Em mập ăn dừa. Vậy hả? Khánh ăn dừa. À. Rồi. À, xin mời ông bà, cô chú, anh chị em cùng ăn chè với nhà của con. Mình tính múc dừa cho mọi người mà không ai ăn dừa. Chẳng ăn uống trước shop à? Cưng không uống, cưng không chan cái này vô ăn kha. Dưa hương chan này vô gì hơn? Ừ. Ngọt lắm. Này tới béo rồi. Thảo ăn hả? Dạ. Con cũng chan thử. Giang nóng vậy là chín nước cốt dừa luôn á. Ừ. Nhưng mà nước cốt dừa ăn sống ăn chín cũng được. Ừ. Ăn cái gì cũng được hết. Tại mình ăn chè. Ừ. Ăn giờ. Như ăn tốn cộng nóng tiếc vậy đó. Ừ. Giòn hết rồi. Nó ngọt có thanh vô luôn chị. Ừ. Đậu dừa mềm. Ngon quá. Bữa nay thì lý do ở nhà Khánh ăn chè buffet đó là tại vì mọi người vì bụng của Kha. Nãy vậy hơn á, thôi giờ mình ngồi hết đi cho mình Kha nó đứng nó ăn chơi. Thấy tội nghiệp Kha quá. Vậy hơn chọc miếng nó khóc nó nè, thấy không nãy chê nó cốt, giờ thấy nó cốt ngon rồi ha. Ban đầu em tưởng nó không ngon. Ừ. Mà ai vừa ngon không tưởng luôn. Nó ngon chỗ nào Thảo? Đậu đen ngon hay là cái nấm ngon? Nhà nguyên là chè ngon. Ngon gì hơn? À. Nấm tiết ngon quá. Ừ. Dạ. Ừ. Vậy hơn ăn thêm nấm tiết đi. Ừ. Kha ăn thêm đi ha. Dạ. Nữa Kha. Uống rồi Kha. Muốn nấm tiết à? Này tất cả là dừa không? Này là dừa, đây là nồi chè đậu đen đầu tiên mà có thêm nấm tiết. Chứ nào tới giờ có đâu có hay nấu gì đâu hắn gì hơn. Nhưng Khánh thấy chè bỏ nấm được nha, thôi Khánh để nấm tiết vô ăn luôn. Cho nó mát. Không ai ăn nước cốt dừa thì Khánh ăn. Cái chén của Khánh thì ở phía tên nó màu trắng hoàn toàn luôn. Mà giờ mình tộn lên cái nó đổi màu. Hấp thử miếng nha. Ừ, nó ngon. Ngon. Ngon quá trời ngon luôn. Nấm tiết nãy giờ ai ăn cũng khen ngon hết. Giờ Khánh ăn thử. Bình thường thì nấm tiết nó màu trắng mà bữa nay thì chuyển qua nó màu nâu tím. Cái chè của Khánh đậm đặc á. Có dừa nữa. Ừ. Có cái dừa nữa. Ừ. Đây là cá dừa. Ngon quá. Nữa thôi. Rồi. Ăn nữa đi. Công chị nấu á. Ừ.
cơm nặng bụng mà. Thì ăn chè thôi. Cái bụng của con mà lớn thì sao nặng bụng được. Má con chén sao nặng bụng được. Phải không? Mình nói đúng không? Dạ. Nghiệm sao? Đây là nấm tiết. Đó. Rồi đây cả Khánh. Nấm. Khánh nấu bằng đường phèn á thì chè này nó ngọt, nó ngọt thì nó ngọt thanh. Đậu đen á thì nó chín hết à, nó chín nó bột, nó bùi, nó béo, nó thơm, cộng thêm nước cốt dừa nữa, rất là thơm, rất là béo, ngon bỏ rẻ. Nhân cốt gì không? Nhớ nữa. Nhớ ăn đâu mập đâu sợ. Không, biết gì không? Yeah. Cứ ăn dầu gì ăn, nhưng mà dầu dừa cứ ăn không bao giờ cứ bị mập. Dầu dừa là chất béo không no. Hồi đó chị nhớ đi học á, thầy cô dạy vậy á. Ăn dừa nhiêu ăn dừa nó ếm nó không mập. Còn em thì ở nhà mẹ lấy dầu dừa thoa lên tóc em. Dạ. Thoa lúc đó là em nghe cái mùi nó hôi rình à. Mà mẹ la sức lên tóc này nó bóng gì lắm rồi. Mà em nghe cái mùi em chịu không nổi. Hồi xưa đó là người ta thắng dầu dừa, người ta sức, nó sức lên tóc. Ai nói cưng mập cưng có buồn không Kha? Có thiệt, buồn gì? Thật chứ thật mà đâu có gì. Đâu có buồn. Đâu có gì đâu buồn phải không Kha? Thật đâu gì đâu tông tanh. Vậy là cưng tự tin á. Tự tin là tốt lắm á. Nó mập sang. Lùng quý phái rồi. Ai nói Kha mập là Kha còn cầu nó sao nặng Kha ốp tới lợi. Bán ra ốm là lại còn mừng nữa đó. Ở trong trường hay em mập á, nó cho em lùng nhiều lắm. Em nói em bạn có lùng gì cho tôi không mà bạn nói. Tiếp của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã ủng hộ cho Hương Vị Đồng Quê rất là nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ like chia sẻ và có hết quảng cáo để ủng hộ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì cả nhà Khánh xin chúc ông bà cô chú anh chị có một ngày mới vui tươi và hạnh phúc. Giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại.